Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang tận dụng diện tích quanh nhà hay những diện tích đất mới lên liếp để trồng cây ngò gai. Ngò gai là loại rau được dùng phổ biến trồng chế biến thức ăn hàng ngày. Từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch có thời gian khoảng 4 tháng, một năm nông dân có thể thu hoạch được 2 lần. Hiện ngò gai sau khi thu hoạch rửa sạch được thương lái thu mua với giá 15.000 đồng một ký, có lúc lên 18.000 đồng một ký, tăng 8.000 so với cùng kỳ năm trước. Đây là giá bán cao nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây. Theo người dân trồng ngò huyện Phụng Hiệp, ngò gai là một loại rau rất dễ trồng, không tốn nhiều chi phí, chỉ tốn công làm cỏ xung quanh để cây ngò phát triển. Trung bình với 1.000 m2, một năm thu hoạch 2 đợt, năng suất đạt khoảng 6 tấn trên 1.000 m2, tương đương 3 tấn một đợt thu hoạch. Hiện mùa ngò gai Hậu Giang đang vào vụ thu hoạch với giá bán hiện nay, trừ hết chi phí, người dân lãi gần 40 triệu đồng một vụ thu hoạch.